Chào anh chị, tôi là Tam Nguyên. Hiện tại tôi đang là tổng thư ký của Hiệp hội Phong thủy Dịch học Thế giới tại Việt Nam. Tôi đã có quá trình huấn luyện và đào tạo trực tiếp trên 2.000 giờ cho trên 30.000 học viên trên toàn quốc về việc ứng dụng các khoa học liên quan đến phong thủy vào cuộc sống để giúp anh chị cải thiện được sức khỏe, cải thiện được gia đạo và cải thiện được tài lộc trong gia đình. Thì anh chị sẽ nhấp ấn vào nút đăng ký phía dưới để tôi có được cơ hội để thường xuyên chia sẻ với anh chị những kiến thức này. Xin cảm ơn. Chào chị và các bạn, tôi là Tam Nguyên. Trong video này thì tôi sẽ chia sẻ với các anh chị, với các bạn về một cái vị trí rất là quan trọng trong tiếp tục cái chuỗi series về cái việc mà kích hoạt và tăng cường cái tài lộc cho cái cửa hàng hay là cửa hiệu hay là cái nơi anh chị kinh doanh buôn bán. Cửa hàng hay là cửa hiệu hay là nơi kinh doanh buôn bán thì kinh doanh buôn bán của anh chị nó là một cái cửa hàng, một cái không gian nhỏ, cũng có thể là lớn như là một cái nhà hàng, và cũng có thể nhỏ như một cái cửa hàng quần áo, một cái shop quần áo, hay là một cái nơi anh chị thực hiện kinh doanh có thể từ 20, 30, 50 đến hàng trăm mét vuông. Thì trong cái chỗ đó thì mỗi một cái dạng cửa hàng khác nhau thì nó có những cái điểm điểm quan trọng khác nhau. Ví dụ như là đối với cả nơi nhà hàng chẳng hạn thì cái nơi quan trọng nhất thì nó lại là cái khu vực bếp. Tuy nhiên cái vị trí thứ hai của nó thì nó lại chính là cái vị trí của cái quầy thu ngân. Ngoài ra thì đối với nơi bán quần áo, ví dụ như là một cái cửa hàng bán điện thoại di động hay là một cái nơi mà anh chị thực hiện cái cửa hàng bán điện thoại di động chẳng hạn, hay là bản thân là một cửa hàng sách hay là một cửa hàng tạp hóa, bất kỳ một cái cửa hàng nào đó chẳng hạn, thì cái vị trí quan trọng nhất ở trong cửa hàng thì đó chính là cái vị trí quầy thu ngân. Bởi lẽ là cái vị trí này là chính là cái vị trí mà anh chị sẽ ra trao đổi và giao lưu trực tiếp với cả khách hàng. Khi chị trao đổi và giao lưu trực tiếp với khách hàng thì nơi đó thì bản thân cái nơi đó sẽ là nơi khách hàng trả tiền. Thì khi họ trả tiền cho anh chị thì họ có vui vẻ không, và họ sẵn sàng trả tiền cho các lần tiếp theo hay không? Bởi vì bán hàng không phải là bán lần đầu tiên, mà khách hàng mua hàng lần thứ hai của anh chị thì lúc đấy thì họ mới chính là khách hàng đích thực. Chứ còn mua hàng đầu tiên thì đó chỉ là sự trải nghiệm. Làm sao cho cái sự trải nghiệm ban đầu hay là sự trải nghiệm thứ hai thì nó đều là một cái sự trải nghiệm tốt, hay là điều người ta đều lưu lại những cái quan tâm hay là lưu lại những cái tình cảm đối với cả cái cửa hàng hay cửa hiệu của anh chị, thì cái chuyện đấy là cái chuyện rất là quan trọng. Cho nên là hôm nay tôi chia sẻ với anh chị về cái quầy thu ngân hay là cái quầy thanh toán đối với cả một cái cửa hàng hay đối với một cửa hiệu hay với một cái nhà hàng. Thì bản thân là cái nơi đó trước hết là nó phải cái điều đầu tiên của cái nơi đấy thì nó phải được đặt vào cái vị trí tốt ở trong cửa hàng hay cửa hiệu. Cái vị trí chính xác tốt của một cái cửa hàng hay một cái cửa hiệu như thế nào thì tùy vào trường hợp cụ thể, tức là chúng ta tùy vào cái phương hướng hay là tùy vào cái hướng nhà cụ thể mà chúng ta sẽ lựa chọn cái việc mà đặt cái quầy thu ngân như thế nào thì cho nó có được cái hiệu quả. Tuy nhiên trước khi mà chúng ta nói về mặt lý khí, trong phong thủy thì chia thành hai cái dạng, một là dạng là lý khí và dạng thứ hai gọi là loan đầu. Cái dạng lý khí tức là căn cứ vào hướng, căn cứ vào thủy, căn cứ vào vị, căn cứ vào tuổi của anh chị để người ta xác định cái việc mà tính toán xem là cái quầy thu ngân đấy nên đặt vào đâu, đặt ở phương đông, phương tây, phương nam hay phương bắc, quay về hướng đông, hướng tây hay hướng nam hay hướng bắc. Thì cái này nó thuần về mặt lý khí, tức là thuần về mặt tính toán. Thì những cái việc mà liên quan đến thuần và tính toán này thì cần có biết tuổi, hướng và cái ngã ba, ngã tư, hướng thủy rồi không gian xung quanh thì mới có thể trả lời và có thể tư vấn chính xác được vị trí Tuy nhiên, một cái mặt khác cũng không kém phần quan trọng, đó chính là mặt loan đầu, tức là về mặt hình thế cũng như là mặt không gian, cũng như là cái việc mà bố trí bày biện cái quầy thu ngân đó thì cũng là một việc rất là quan trọng. Việc quan trọng, chúng ta đặt đúng vị trí rồi nhưng mà chúng ta lại không có việc bày biện cũng như là không có được cái loan đầu, một hình ảnh tốt ở nơi đó thì nó cũng không thể tốt được. Tôi nói ví dụ về câu chuyện này, ví dụ như là cùng là một cái căn nhà ở một cái phương vị tốt, ở một phương vị tốt của căn nhà theo tính toán, tức là ví dụ như là cái nhà mà tọa bắc hướng nam chẳng hạn, đúng không ạ? Thì ví dụ như ở vị trí phương tây, nó là vị trí của tam cát lục tú, nó là vị trí rất là tốt. Ví dụ là vị trí của phương cấn là vị trí của tam cát lục tú, hay vị trí phương bính là vị trí của tam cát lục tú, nó là vị trí rất là cát. Tuy nhiên ví dụ ở vị trí phương bính chẳng hạn mà cái hình thế hay là cái hình ảnh nó xấu thì nó cũng làm cho cái từ cát đấy nó cũng trở thành hung. Thì cho nên thành ra là chúng ta sẽ tập trung vào cái phần loan đầu. Nếu như phần loan đầu nó mà cát thì nó cũng đã đảm bảo cho anh chị được trên 50% cái yếu tố cát tường rồi.
thì bản chất cái quầy thu ngân, cái điều đầu tiên nó phải gọn gàng, cái người chủ có tùy tiện trong cái việc để tiền bạc hay không, hay là có ngăn nắp trong cái việc mà để ở quầy thu ngân hay không, thì cũng sẽ làm cho là cái tiền bạc ở trong cái nơi đó nó có được ngăn nắp gọn gàng hay không. Anh chị có bị hao tán hay bị mất mát cái tiền bạc ở trong quầy thu ngân của anh chị hay không, thì bản thân nó là chính là do là chỗ đấy nó có gọn gàng ngăn nắp hay không. Nếu cái quầy thu ngân của anh chị mà sổ sách giấy tờ bừa bộn, đồ ăn đồ uống vứt bừa bãi ra đấy, thì tôi chắc chắn với anh chị luôn rằng là cái việc thu tiền của anh chị nó cũng sẽ bừa bộn và nó sẽ thiếu chính xác. Bản thân khách hàng khi họ nhìn thấy vào một quầy thu ngân như vậy thì họ cũng sẽ thấy thiếu đi cái sự tin tưởng. Cái chuyện thứ hai là nơi cái quầy thu ngân đó thì chị không có để đồ ăn đồ uống, hay là khi mà trong cái lúc thu ngân không có ăn uống lặt vặt, cắn hướng dương rồi ăn hoa quả, thì tất cả chuyện đấy đều không nên. Vì rằng là cái nơi đấy nó làm cho cái việc mà về mặt phong thủy thì nó làm cho trước hết về mặt khách hàng là người ta thiếu đi sự tin tưởng, nhưng mà về mặt phong thủy nó sẽ làm hao tán và làm khuyết mòn đi cái tài lộc của anh chị. Ngoài ra thì bản thân quầy thu ngân thì anh chị cũng không để thùng rác ở phần phía dưới của quầy thu ngân. Ngoài ra chúng ta cần phải tránh các cái dầm xà đè ngang lên trên quầy thu ngân. Bên cạnh đó, về mặt vị trí của quầy thu ngân, trước khi xét về mặt lý khí thì về mặt ban đầu thì nơi đó phải là nơi chị có thể quan sát được tất cả cái việc mà khách hàng vào ra, hay là khách hàng mà thực hiện cái nghiệp vụ mà, hay là cái công việc mà mua bán tại quầy thu ngân, thì nơi đấy mới nó trở thành một cái quầy thu ngân tốt. Như vậy cái tiêu chí của một quầy thu ngân tốt đó là nơi đấy nó phải gọn gàng, sạch sẽ, ngăn nắp, không để thùng rác, giấy tờ và để gọn gàng, không để đồ ăn lên trên đó, giấy tờ sắp xếp gọn gàng, sạch sẽ. Ngoài ra thì tránh những vị trí dưới dầm xà, tránh vị trí dưới cái đèn dọi trực tiếp, tránh những cái vị trí tựa tọa vào nhà vệ sinh hoặc là những cái nơi lấp, và nó phải có cái hậu ở đằng sau, tức là nó phải vững. Ngoài ra thì nó cũng tránh và nó phải đảm bảo ở vị trí là dễ trông, dễ nhìn, dễ thấy, tức là dễ quan sát, tức là bất kỳ vị trí nào trong cửa hàng đều có thể nhìn thấy vị trí của anh chị, hoặc là bất kỳ vị trí nào ở trong cái cửa hàng đều chúng ta có thể thấy, đều có thể quan sát được tất cả vị trí khác. Vì nếu như người ta nhìn thấy anh chị thì chị cũng sẽ nhìn thấy người ta, cho nên là vị trí anh chị có thể quan sát được toàn bộ cửa hàng của mình, thì đấy mới trở thành một quầy thu ngân tốt. Tùy theo là cái hướng nhà của anh chị, chúng ta có thể xử lý cái quầy thu ngân theo những cái vị trí khác nhau. Ví dụ như là đối với cả cái quầy thu ngân mà chúng ta về màu sắc của quầy thu ngân ấy, thì chúng ta còn căn cứ vào nhiều yếu tố. Tuy nhiên là nó sẽ căn cứ vào những cơ sở như sau. Có thể họ căn cứ vào hướng nhà. Nếu căn cứ vào hướng nhà thì bản thân là cái quầy thu ngân thì nó nên có cái màu sắc nó trùng với cả cái màu sắc của cái phương hướng của căn nhà, hoặc là có cái màu sắc trùng với cả cái phương vị mà đặt quầy thu ngân. Có thể phương mộc thì chúng ta sử dụng màu xanh, phương nam chúng ta sử dụng màu hồng, màu đỏ, phương bắc chúng ta có thể sử dụng màu tím, màu đen trắng, phương tây chúng ta có thể sử dụng màu trắng, hoặc là những đối với nhà hướng tây nam đặt ở vị tây nam với đông bắc chúng ta sử dụng màu đỏ hoặc màu cam vàng, thì đấy đều là những cái màu nó sinh hoặc là nó làm cho cái phương vị đấy nó trở nên nó gọi là vượng khí. Thì nếu như anh ngoài ra chúng ta muốn kích hoạt cái tài lộc hay kích hoạt cái sự may mắn ở quầy thu ngân thì người ta có rất nhiều cái pháp khí để kích tài. Thông thường ở quầy thu ngân thì người ta hay để các cái pháp khí mang tính chất là, một là tính chất hóa sát, hai là tính chất để nó tăng cường cái hòa hợp, hay là nó tăng cường thêm gọi là vui vẻ cho cái người thu ngân, hoặc là người ta sẽ mong muốn là cái người mà thu tiền người ta trả tiền người ta thoải mái hơn. Và ngoài ra thì nó còn tăng cường việc mà tích chữ, cho nên là có rất nhiều các vật phẩm phong thủy có thể đặt ở trên quầy thu ngân. Ví dụ như là một vật phẩm điển hình đặt trên quầy thu ngân, người ta có thể đặt quả cầu đá thạch anh hồng. Cầu đá thạch anh hồng bản thân là thạch anh hồng với cái màu sắc là màu hồng thì nó cũng thể hiện như là cái màu của trái tim, nó là tình yêu, tượng trưng về đá, về cái bước sóng của thạch anh hồng thì nó thể hiện cho tình yêu, nó thể hiện cho cái sự gần gũi, nó thể hiện giả sử những người mà khó tính chẳng hạn, khi mà gặp cái viên thạch đá thạch anh hồng thì người ta cũng trở nên là mềm mại hơn, cảm thấy thoải mái hơn. Chúng ta có thể để quả cầu đá thạch anh hồng trên đó cũng là một cách. Ngoài ra thì trên đó người ta có thể để các pháp khí, ví dụ như là ngũ phúc tụ tài. Ngũ phúc tụ tài tượng trưng là bốn con cóc ở bốn phía, tức là thu lộc từ bốn phương, tức là tứ phương chiêu tài, tức là bốn phương đều tụ vào. Và khi mà tụ vào thì sử dụng cái quả cầu đá hay gọi là viên ngọc thạch anh hồng đặt ở giữa xung quanh thạch anh ngũ sắc, thì nó cũng làm cho cái việc mà kích hoạt cái hòa hợp và tăng cường cái tài lộc từ bốn phương về đó, thì người ta có thể để cái ngũ phúc tụ tài trên đó. Đối với những cửa hàng nào mà anh chị có thể cửa hàng ăn, hoặc là đối với những cửa hàng mà chúng ta xử lý những cái những cái tiền mà trả mà có thể là có hoa hồng chẳng hạn, thì người ta có thể sử dụng tí hữu bạch ngọc.
người ta sử dụng cái TU bệnh nhọc người ta đặt ở trên đó, bởi vì thông thường những trường hợp cửa hàng hay dùng TU đơn thì đặt ở trên đó thì nó sẽ cát lành hơn. Bên cạnh ngoài TU ra thì người ta cũng có thể đặt trên quầy thu ngân tượng Phật Di Lặc. Thì khi dùng tượng Phật Di Lặc để người ta tăng cường thêm cái sự hóa sát và tăng cường thêm cái tài khí tại đó, thì người ta có thể treo vào tay của ông Phật Di Lặc một cái dây gọi là dây ngũ phúc hoa mai, tượng trưng cho là cái ngũ phúc tụ tài, tượng trưng cho ngũ phúc tụ về. Vì nó là cái dây ngũ phúc cho nên nó sẽ tượng cho là thọ khang ninh tu khả, tức là bình an, tượng trưng cho sức khỏe, tượng trưng cho tài lộc để mà tăng cường cho cái nơi đó. Ở bên Nhật thì nơi đó người ta có thể sử dụng con mèo để mà vẫy vẫy để chiêu tài, thì cũng là một cái cách để người ta kích hoạt và làm động cho cái quầy thu ngân. Bên cạnh đó thì trong cái quầy thu ngân, nếu chị có để cái két hay là để cái ô để chị để tiền chẳng hạn, thì chúng ta nên sử dụng một cái cách thức của cái bộ nạp tài két. Anh chị đưa vào cái nơi đó, tức là sử dụng là ví dụ như là vào ngày mùng 1, mùng 2, mùng 3, mỗi ngày anh chị nạp vào trong đấy 1 đồng. Thì anh chị có thể vào, nếu anh chị làm cái việc đó thì vào ngày mùng 10 anh chị sẽ để cái bộ chiêu tài két đấy lên trên 3 thần tài và cầu xin cho ông thần tài tại nơi đó để gia hộ cho cái nạp khí của cái bộ nạp tài két đấy nó được vượng. Sau đó là đến ngày mùng 1, sau ngày mùng 10 thì hết ngày 30 đến ngày mùng 1 thì ngày mùng 1 chúng ta nạp xin 1 đồng, chúng ta nạp ngày mùng 2 chúng ta xin 1 đồng, chúng ta nạp ngày mùng 3 chúng ta xin 1 đồng, chúng ta nạp đến ngày mùng 10 chúng ta làm cái lễ tạ nữa. Thì như vậy thì chúng ta có thể nạp cho cái khu quầy thu ngân của anh chị nó trở nên là sinh vượng. Thì cái quầy thu ngân thông thường là ông chủ hoặc là có thể là cái người một quản lý gian hàng ở đứng đó, cho nên là bản thân là cái gương mặt cũng phải tươi tỉnh, và cái tuổi của người mà đứng quầy thu ngân thì nên là cái tuổi quý nhân lộc mã của cái chủ cửa hàng thì nó sẽ tốt hơn. Nếu chị lựa chọn người cái tuổi quý nhân lộc mã chúng ta chọn như nào, ví dụ như người tuổi Giáp thì chúng ta có thể chọn những người tuổi Dần, người tuổi Sửu, người tuổi Mùi, người tuổi Ất chúng ta chọn người tuổi Mão, người tuổi Tý, người tuổi Thân, người tuổi Bính thì người ta chọn người tuổi Tỵ, người tuổi Dậu, người tuổi Hợi, người tuổi có thiên can là Đinh thì người ta chọn người tuổi Ngọ, người tuổi Dậu, người tuổi Hợi. Nếu như là người tuổi Mậu chẳng hạn thì người ta chọn người tuổi Tỵ, người tuổi Sửu, người tuổi Mùi. Ví dụ như là người tuổi Kỷ chẳng hạn thì người ta chọn người tuổi Tý, tuổi Thân, tuổi Ngọ. Ví dụ là người tuổi Canh chẳng hạn, người ta sẽ chọn người tuổi Thân, người tuổi Sửu, người tuổi Mùi. Rồi nếu như mà là người tuổi Tân thì người ta chọn người tuổi Dậu, người tuổi Ngọ, người tuổi Dần. Ví dụ như là cái người tuổi Nhâm chẳng hạn, người ta chọn người tuổi Mão, tuổi Tỵ và tuổi Hợi. Còn tuổi Quý thì chọn tuổi Tý, tuổi Mão và tuổi Tỵ. Thì đấy là cái cách người ta lựa chọn trong cái vị trí quầy thu ngân. Thì những cái tuổi mà tôi căn cứ vào hàng thiên can và tôi chọn cho anh chị vừa rồi đó, thì đấy là những cái tuổi người ta gọi là quý nhân lộc mã. Thì có quý nhân có lộc mã thì cũng là có tài. Cho nên là cái người ở trong quầy thu ngân là một, cái việc bố cục của quầy thu ngân là thứ hai, cũng như là cái việc sắp đặt quầy thu ngân là cái việc quan trọng. Ngoài ra để trợ thêm lực thì anh chị có thể sử dụng thêm những cái pháp khí để mà chiêu tài, hoặc là hóa sát, hoặc kích, hoặc hòa hợp, hoặc tăng cường như tôi đã chia sẻ ở trên để mà tăng cường thêm cái tài lộc. Chúc cửa hàng của anh chị buôn bán may mắn và gặp nhiều thuận lợi. Xin cảm ơn.